Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai ngày mùng 3 tháng 4 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thêm nay, giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều giảm rất mạnh, với tỷ lệ giảm là 0,91%, giao dịch ở mức 1950,9 đô la Mỹ trên một ao. Sau thời điểm mở cửa ngày hôm nay thì giảm khoảng gần 18 đô la Mỹ trên ao. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1949,67 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1972,21 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng rất mạnh với tỷ lệ tăng là 0,39%, hiện tại giao dịch sát mức 103 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, giao dịch ở mức 27.700 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống tăng, giao dịch ở mức 3,519% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 5,54%, giao dịch ở mức 79,870 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế hay còn gọi là OECD mới công bố báo cáo tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á có nhiều tích cực khiến cho giới đầu tư vẫn bán vàng. Cụ thể, OECD cho biết triển vọng kinh tế Đông Nam Á cũng như là Trung Quốc và Ấn Độ năm 2023 là phục hồi du lịch sau đại dịch. Trong đó, OECD khẳng định tăng trưởng bình quân của các nền kinh tế mới nổi ở châu Á dự báo sẽ đạt 5,3% trong năm 2023 và 5,4% trong năm 2024. Việt Nam sẽ dẫn đầu top 5 nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á với mức tăng 6,6% trong năm 2023 và 2024. Trung Quốc và Ấn Độ đã có sức hồi phục tốt trước diễn biến phức tạp toàn cầu như đại dịch COVID-19 và xung đột giữa Nga và Ukraine. Trước đó, Mỹ công bố PCE tháng 2 ở mức 0,2%, giảm mạnh so với mức ở tháng 1 và thấp hơn mức 0,3% so với dự báo trước đó. Thị trường việc làm châu Âu cũng cho tín hiệu tích cực với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 6,6%, thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua, và cứ mỗi lao động mất việc thì có 1,6 việc làm mới đang chờ. Những tín hiệu tích cực của thị trường đã khiến giá vàng giảm phiên thứ hai liên tiếp. Chuyên gia nhận định thị trường còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường bởi khu vực kinh tế châu Âu còn tiềm ẩn rủi ro khi mà lạm phát tăng cao, do đó giá vàng sẽ khó xuống sâu. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm phiên trưa chiều ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước vẫn duy trì trong xu hướng tăng giảm đan xen. Tuy nhiên thì có một số hệ thống kinh doanh thì điều chỉnh giảm mạnh. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì lại được điều chỉnh giảm mạnh quý vị và các bạn nhé. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,30 triệu đồng trên một lượng và bán ra ở mức 66,92 triệu đồng trên lượng, tăng nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua nhưng giảm 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,30 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,90 triệu đồng trên lượng, cũng tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào nhưng giảm 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG thì vẫn duy trì trong xuống giảm mạnh, mua vào mức 66,25 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,90 triệu đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 150.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Mức giá này thì áp dụng cho cả hai khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với giá nhận bột số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn được điều chỉnh giảm mạnh 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại đã được mua vào mức 54,80 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 55,80 triệu đồng trên một lượng. Đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng ngày hôm nay không có thay đổi so với phiên cuối tuần và hiện tại đang được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.600 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ, mua vào mức 23.270 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.640 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 10 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và bán ra. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, hiện tại đang được mua vào mức 23.380 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.480 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 100 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào và giảm 40 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.630.000, bán ra 6.690.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, giảm 5.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán.
Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là 1.000.000 đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.630.000, bán ra 6.692.000, tăng 5.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.625.000, bán ra 6.690.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.620.000, bán ra 6.690.000, giảm 20.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.620.000, bán ra 6.690.000. Phú Quý SJC mua vào 6.620.000, bán ra 6.690.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.623.000, bán ra 6.688.000, giảm 14.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.630.000, bán ra 6.680.000, giảm 5.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.650.000, bán ra 6.690.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.720.000, tăng 10.000 ở chiều mua, chiều bán ra không thay đổi. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.620.000, bán ra 6.690.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.692.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này vẫn duy trì xuống tăng giảm trái chiều trong biên độ hẹp, hiện tại tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua nhưng giảm 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.630.000, bán ra 6.692.000. STC Huế mua vào 6.627.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.692.000. STC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.630.000, bán ra 6.690.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.632.000, bán ra 6.695.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.630.000, bán ra 6.692.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.628.000, bán ra 6.692.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, hiện tại giảm mạnh trong khoảng từ 84 đến 200.000 đồng trên lượng, hay là giảm trong khoảng 8.400 cho đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.480.000, bán ra 5.580.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.480.000, bán ra 5.590.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.470.000, bán ra 5.540.000, cùng giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với ba loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.355.1 nghìn, bán ra 5.485.1 nghìn, giảm 19.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.970.4 nghìn, bán ra 4.170.4 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.045.1 nghìn, bán ra 3.245.1 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.125.4 nghìn, bán ra 2.325.4 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.